Thì Dung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn không rời khỏi màn hình của Việt TV và mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình An sinh xã hội. Và cũng tiếp theo lá thư này thì cô Hồ Quang có nói là nếu mà muốn ngừng nhận Medicaid thì mình chỉ tới cái sở và mình nói ngừng. Nhưng mà vậy thì Dung muốn hỏi là giờ không muốn đến báo ngừng, tự động mua cái kia, họ có tự ngừng không cô? Cái đó là hai cái chuyện, mà một là cánh tay trái và cánh tay phải. Thì cái cánh tay trái của mình có SSI và Medicaid, rồi bên này mình khều cái Medicare Supplement. Nhiều khi cái tay trái nó không biết tay phải làm gì. Hai cái hệ thống đó nó khác nhau. Thì cái điều chính là nếu mà bà muốn tiếp tục theo cái ý định này thì bà cần phải liên lạc với Sở An sinh Xã hội xin ngừng nhận SSI để ngừng nhận Medicaid. Kính thưa quý vị, xin phép Thi Nhung. Thi Nhung thì có vẻ nôn nóng muốn đọc cái dạ, không kế tiếp. Nhưng mà cho tôi lâu ngày được tỏ chút niềm riêng, giải bài tâm sự. Tại vì có nhiều vị có con cái khá giả lắm. Nhưng mà có những cái quan niệm như thế này. Điện thoại di động thì chính phủ cũng có những cái chương trình nhằm giúp đỡ cho những người cao niên nếu mà không có cái phương tiện để mà liên lạc với người thân. Có nữa hả cô? Có. Trong những lúc cấp bách thì chính phủ cũng có cái chương trình mà giúp đỡ như vậy. Rồi có chương trình mà có người tới chăm sóc ở nhà. Trong lúc bố mẹ mình thì cũng còn khỏe mạnh. Hay là có những cái chương trình mà mình hội đủ điều kiện vì tuổi tác, hội đủ điều kiện về tình trạng tài chính. Nhưng mà người con đó cứ nói với cha mẹ, má cứ xin đi, tội gì không xin tiền của chính phủ mà xin đi, tội gì không xin. Thì kính thưa quý vị, chúng ta cho tôi triết lý hai xu một chút nha. Chúng ta sống trong xã hội, cái hạt nhân đầu tiên là cái gia đình. Thì tôi nghĩ nếu mà mình đã được cha mẹ sinh ra rồi lo lắng cho mình, tới ngày mình thành tài, thành danh, mình giàu có, thì nếu ít nhiều mình chưa giúp được xã hội mà mình lo lắng cho cha mẹ mình, thì cái hạt nhân gia đình của mình lo được. Thì để như là cái ý kiến của bà Lê Thị Nhàn đó, có những cái người mà kém may mắn hơn mình nữa, thì để cái ngân sách đó dùng cho những người không có khả năng. Thì trong cái tinh thần đó, tôi nghĩ là nếu ai cũng suy nghĩ được như vậy thì cái chuyện mà ngân sách của quốc gia lo cái ngày khánh tận thì mình không phải quan tâm. Dạ vâng. Và đó cũng là một vài điều mà cô NG Hồ Quang muốn chia sẻ. Triết lý hai xu đó. Chia sẻ. Và Thi Nhung cũng hy vọng rằng là bà Lê Thị Nhàn cũng nghe được câu trả lời này. Đó là bà phải đến văn phòng An sinh xã hội rồi đề nghị là ngừng nhá, ngừng nhận Medicaid chứ không phải là ngừng nhận mua. SSI. Ngừng nhận SSI. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất á là nên mua cái Medicare supplement trước khi mình quyết định ngừng. Tại vì chúng tôi cũng không muốn bà ở trong cái tình trạng là trụ lủi. Bên này thì Medicaid cắt rồi mà bên kia thì Medicare supplement mình chưa mua, thì phải có sẵn trước thì mình mới qua tới cái giai đoạn chuyển tiếp. Dạ vâng, và một lần nữa, cô NG Hồ Quang, Thi Nhung vô cùng cảm kích tấm lòng của hai mẹ con của bà nhé. Và xin phép đi qua một lá thư kế tiếp của một vị khán giả tên là Phúc Nguyên. Chào cô Hồ Quang, tôi tên là Phúc và là công dân Hoa Kỳ đã 26 năm, nhưng mà tôi chỉ làm được 14 tín chỉ. Tháng 11 năm 2017, tôi được 62 tuổi. Nếu tôi apply cho Retire Early thì tôi sẽ đến SSA trước 3 tháng của sinh nhật 62 tuổi. Nghĩa là tôi sẽ ghi tên vào khoảng tháng 8 năm 2017. Tôi không biết là tôi được bao nhiêu mỗi tháng, nhưng mà theo report của SSA thì khoảng 200 đến 300 đồng một tháng. Tôi có nên đợi đến tháng 7 năm 2018 thì chồng tôi đủ 62 tuổi để tôi ăn theo, bởi vì anh có đủ 40 tín chỉ và retire early của anh là 1.600 mỗi tháng. Như thế thì tôi sẽ được 800 đồng mỗi tháng. Cảm ơn cô nhiều. Bây giờ Thi Nhung đọc lại giùm tôi là bà có công dân Hoa Kỳ, nhưng mà bà có bao nhiêu năm làm việc?
bà không có nói, mà bà chỉ nói là tôi công dân Hoa Kỳ 26 năm nhưng mà tôi đi làm chỉ được có 14 tín chỉ thôi. Dạ, nếu 14 tín chỉ. Mình tự suy ra đi. 14 tín chỉ là mình chưa đủ điều kiện. Nha. Tại vì khi yêu cầu tối thiểu về mặt tín chỉ là mình phải có 40 tín chỉ. Và mình có cái độ tuổi sớm nhất là 62. Thì những cái thông tin mà bà chia sẻ đến chúng tôi đó, nghe như nó không có chính xác lắm. Là tại vì bà nói là ông chồng bà được 40 tín chỉ. 40 tín chỉ là 10 năm làm việc, đúng không? Mà 10 năm làm việc đó, thì cái số năm làm việc nó cũng gọi là số năm eo hẹp. Thì không thể nào một người mà làm 10 năm mà có được cái số tiền hưu 1.600 đồng. Tại sao ạ? Là tại vì người ta dùng cái bài toán dùng 35 năm làm việc cao nhất, rồi chia đều ra, cộng lại, rồi chia đều ra, rồi mới tính thành cái bài toán hưu trí, an sinh xã hội. Tôi có thưa với quý vị. Ở đây đó, bà không có nói là chồng bà đi làm 10 năm. Bà chỉ 40 nói... 40 tín chỉ. Dạ, 40 tín chỉ. Có đủ 40 tín chỉ mà bà đâu có nói là làm bao nhiêu năm. Dạ, thì như vậy là phải nhiều hơn 40 tín chỉ. Tại vì 40 tín chỉ là không cách chi mà có được cái số hưu cao như vậy. Thì Nhung nghĩ là đủ đó, nhưng mà có thể hơn, nhưng mà bà thì tính đủ. Chẳng hạn, kính thưa quý vị, tôi xin đơn cử trường hợp cá nhân của tôi. Tôi đến Mỹ trễ. Tới khi tôi về hưu đó, tôi không có 35 năm làm việc ở Mỹ. Tôi có 30 năm thôi. Mà với 30 năm đó, thì cái bài toán người ta dùng là người ta dùng hết tất cả 30 năm làm việc tôi có. Rồi người ta lại chia đều ra, lại chia đều cho 35 năm. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là có 5 năm tôi chỉ có zero income trên hồ sơ. Thì như vậy, người ta nói là nó mỏng ra đó. Cái hưu trí của tôi nó sẽ ít hơn những người cũng đi làm, cũng có cái số lương ngang như tôi mà họ làm được 35 năm. Thì cái câu hỏi của bà là nên bây giờ về hưu cái độ tuổi của mình, thì theo cách bà trình bày, nếu 14 tín chỉ thì bà không có đủ tiêu chuẩn để xin hưu bổng cho dù non hay là không non. Khi mà bà được, ông chồng bà được về hưu ở cái tuổi hưu 62, thì lúc bây giờ có thể bà được 63 tuổi, phải không? Dạ, đúng rồi. Thì bà không được hưởng 50% cái số tiền hưu của ông, mà bà chỉ được khoảng 41-42% thôi. Lý do là sao? Là bà về hưu ăn theo. Bà ăn theo nhưng mà ăn theo không có đúng tuổi hưu toàn phần. Cái tuổi hưu toàn phần của bà, nếu năm nay bà 62 tuổi, có nghĩa là bà sinh năm 1954, phải không? Dạ, vâng. 55. 55 chứ, phải không? Nếu mà sinh năm 1955 đó, thì cái tuổi hưu toàn phần của bà sẽ là 66 cộng 2 tháng. Thì ở cái độ tuổi 66 cộng 2 tháng đó, thì bà mới được quyền lãnh 50% trên cái số ăn theo hồ sơ làm việc của ông chồng. Thì bà về hưu ở cái tuổi 63 thì bà chỉ lãnh khoảng hơn 40%. Nhưng mà thì Nhung thấy là cho dù là đợi 41-42% thì cũng vẫn hơn. Đúng hơn rồi. Cái mà nếu mà bà về hưu non bà nhưng mà về hưu non bà không đủ tiêu chuẩn vì mới có 14 vậy tín chỉ. Thì đợi đi. Thì đằng nào đi. Cũng phải đợi rồi. Đợi đi đằng bà nhé. Số mình là số núp bóng tùng quân nha. Và hình như là mình hết thời gian. Thì Nhung mới thấy. Hình như vậy phải không? Và thì trong thời gian vừa qua thì Nhung hy vọng là bà sẽ nghe được câu trả lời này và đợi nhé. Đợi cho đến tháng 7 năm 2018 thì lúc đó bà không có phải nhận được 50% của ông mà bà nhận được khoảng 41-42% đúng thôi. Rồi. Cũng tốt hơn nhiều. Khá hơn 35%. Dạ. Nếu mà người về hưu, người hôn phối về hưu ăn theo ở cái tuổi 62 chỉ lãnh được có 30% của người kia thôi. Vâng, và thì Nhung cảm ơn cô anh chị Hồ Quang rất nhiều với buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thời gian vừa qua thì Nhung nhận được thư của một vị khán giả tên là Mai Trần và Vi. Thì Nhung vẫn hy vọng là quý vị tiếp tục xem những chương trình phát sóng tiếp theo của Đài Truyền hình Việt TV. Và nếu như quý vị có những thắc mắc gì về chương trình An sinh xã hội, hãy email cho chúng tôi ở địa chỉ ansinhxahoi@vietv.com. Hoặc quý vị cũng có thể email về địa chỉ là gửi thư chứ về địa chỉ số 1301 East Arapaho, Richardson, Texas 75081. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại lần phát hành kỳ tới.